Qua tìm hiểu của phóng viên, phòng khám Care Plus, địa chỉ 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, quảng cáo 100% vốn từ Singapore. Thành viên của tập đoàn y khoa Singapore được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, mua trực tiếp từ Mỹ, Nhật. Đơn vị quảng cáo có thể xét nghiệm và chẩn đoán hơn 1.000 chỉ số sức khỏe với các gói xét nghiệm tìm dấu ấn ung thư, có mức giá 2,4 triệu đồng dành cho nam và 2,8 triệu đồng dành cho nữ. Còn các gói tầm soát ung thư có giá 4,5 đến 11,2 triệu đồng. Phòng khám đa khoa quốc tế Golden Healthcare, địa chỉ 37 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, quảng cáo gói khám tầm soát ung thư gồm các hạng mục thăm khám, tầm soát dấu ấn ung thư phổi, gan, tiền liệt tuyến, dạ dày, tuyến giáp, vú, buồng trứng, cổ tử cung, có giá 8 triệu đồng với nam và 9,5 triệu đồng với nữ. Là nạn nhân của việc tầm soát ung thư bằng xét nghiệm máu tại một phòng khám trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông 52 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh cho biết, ông mất ăn mất ngủ sau khi nhận kết quả xét nghiệm trả về có chỉ số CA19-9 tăng cao, nghi ngờ mắc ung thư tuyến tụy. Ngay lập tức, ông nói gia đình chở lên bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ đánh giá ông không có dấu hiệu và biểu hiện của bệnh ung thư. Bác sĩ Võ Đức Hiếu, phó giám đốc bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong xét nghiệm máu không phải cứ gia tăng các chỉ dấu sinh học về ung thư là mắc ung thư. Bác sĩ Võ Đức Hiếu nhấn mạnh, mỗi loại ung thư có phương pháp và thời gian tầm soát khác nhau. Vì vậy, việc thực hiện tầm soát toàn thân, xét nghiệm tràn lan sẽ gây tâm lý hoang mang hoặc yên tâm giả tạo cho người xét nghiệm. Ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Kết quả điều tra đến nay xác định, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Sau đó, nhóm bị can đã huy động tiền của nhiều nhà đầu tư trái quy định pháp luật. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Thủ đoạn gian dối của tập đoàn Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe khách trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán rạng sáng ngày 30 tháng 9 khiến 4 người tử vong, Công an huyện Định Quán cho biết vừa tạm giữ đối với tài xế Hoàng Văn Tính, lái xe Thành Bưởi để phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, xe dừng nằm di chuyển trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến km 48 đoạn xã Phú Vinh, huyện Định Quán thì bất ngờ lao sang trái tông trực diện vào xe 16 chỗ di chuyển chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến phía trước xe 16 chỗ biến dạng hoàn toàn, phần đầu xe khách cũng bị hư hỏng nặng. Công an cũng xác định danh tính của 4 nạn nhân tử vong là tài xế xe ô tô 16 chỗ, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận, và 3 người còn lại lần lượt sinh năm 1964, 1976, 2006, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết hiện có 4 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Sáng ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu 6 người và khống chế vụ cháy tại một căn nhà trên địa bàn quận Thanh Khê.
Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, căn nhà số 251/5, đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xảy ra cháy. Nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận vụ cháy và đưa 6 người dân đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà ra bên ngoài. Sau gần 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để lan sang các hộ dân khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày 30 tháng 9, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tối ngày 29 tháng 9, chung kết Miss Universe Việt Nam 2023 được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 18 thí sinh. Top 3 gồm Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hương Ly và Trịnh Thị Hồng Đăng. Các thí sinh trả lời chung một câu hỏi ứng xử: thế nào là vẻ đẹp tự tin? Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ, sự tự tin là vẻ đẹp của phụ nữ khi cô ấy tin vào bản thân, lãnh đạo chính cuộc đời mình, tôn vinh thành công của người khác. Thắng không kiêu, bại không nản, biết đứng lên từ vấp ngã, tôi luyện bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tuyệt vời. Chung cuộc, Bùi Quỳnh Hoa trở thành Hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2023. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2023, tổ chức ở El Salvador từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 11. Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hương Ly, 28 tuổi, Gia Lai. Á hậu 2 là Trịnh Thị Hồng Đăng, 29 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Quỳnh Hoa, sinh năm 1998, quê Hà Nội. Quỳnh Hoa là người mẫu và còn kinh doanh bất động sản, sản xuất cà phê, kinh doanh hoa tươi nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô theo học thêm ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023, Quỳnh Hoa từng đăng quang siêu mẫu quốc tế 2022 tại Thái Lan, đăng quang Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, đoạt giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.